Video này nói về cách diệt malware bằng phần mềm Malwarebytes. Đây là một phần mềm miễn phí và tốt. Nếu như bạn nâng cấp lên các bản cao cấp hơn thì sẽ có thêm chức năng bảo vệ thời gian thực, Real Time Protection, là một chức năng giám sát liên tục và ngăn chặn malware ngay từ đầu. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm này và loại bỏ malware. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm này bản miễn phí. Ở bản miễn phí thì nó sẽ không có cái chức năng bảo vệ thời gian thực, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này để quét và loại bỏ malware ra khỏi máy của chúng ta. Thì các bạn cần phải biết rằng malware bao gồm, malware là một cái khái niệm chung ấy. Nó được thì sau nó sẽ có rất nhiều những cái mã độc khác được phân loại ra, như là virus, worms, trojan, rootkit, đấy, spyware. Thì phần mềm diệt virus ấy, thì chỉ chuyên diệt virus thôi. Nếu như máy của bạn nhiễm những cái thứ này vào ấy thì phần mềm diệt virus không thể làm gì được. Những cái thứ này nó cũng nguy hiểm không kém gì virus đâu. Ok, để tải được Malwarebytes thì các bạn lên Google, các bạn ghi tên phần mềm này vào, đây, Enter, thì chúng ta sẽ vào trang đầu tiên, malwarebytes.org, chính là trang này nhá. Chúng ta sẽ nhấn vào nút Download. Chúng ta sẽ chọn bản Free Version. Chúng ta nhấn vào Download Free Version. Ok, cách cài phần mềm này như sau. Ok, next, I accept the agreement. Next, next, and next, next, and next. Ok, install. Thế làm gì phải hướng dẫn nhỉ? Next, next liên tục. Ok, chúng ta sẽ bỏ cái này đi nha. Sau đó chúng ta để dấu tích ở đây thôi và chọn finished. Ok, các bạn có thể chuyển sang tiếng Việt bằng cách vào settings và chọn tiếng Việt. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái scan này. Thì ở đây có hai dạng quét. Dạng thứ nhất là quét mối nguy hiểm. Đây là một phương thức quét toàn diện nhất nhá. Đấy, nó tiếng Việt đấy. Cái thứ hai là quét theo yêu cầu, có nghĩa là quét một cái thư mục mà chúng ta muốn. Thì ví dụ bạn muốn quét ổ D và ổ E thì các bạn sẽ đánh dấu vào ổ D ổ E. Hoặc muốn cái thư mục nào thì các bạn cũng sẽ chọn cho từng cái thư mục một. Ok, chúng ta đánh dấu thêm vào đây. Và chúng ta chỉ cần nhấn nút quét ngay là được. Ok, bây giờ mình sẽ hủy cái này nhá. Mình đang ví dụ thôi. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái chức năng này. Thì khi mới cài đặt cái phần mềm này thì chúng ta nên chọn cái chức năng này luôn. Nó sẽ quét toàn diện máy. Đấy, thì chúng ta nhấn vào là nó quét thôi. Thì khi sử dụng phần mềm này thì chúng ta cần kết nối mạng để chương trình có thể cập nhật cơ sở dữ liệu của nó. Và các bạn sẽ đợi đến khi chương trình quét xong thôi. Tùy thuộc vào cái dung lượng dữ liệu trên máy của bạn, cũng như số các mã độc trên máy của bạn, thì
chương trình này sẽ có thời gian quét lâu hay chậm, tùy thuộc. Máy của mình quét rồi nên không có cái gì để ví dụ, thì đây mình sẽ ví dụ trên hình ảnh. Trên hình ảnh này thì nó đang quét đến cái giai đoạn này, quét hệ thống tệp tin, chính xác là tệp tin hệ thống, chắc đây là do lỗi dịch. Số đối tượng đã phát hiện ra là 6. Sau khi đã quét xong rồi ấy, thì nó sẽ tự động hiện ra cái bảng danh sách này, thì nó sẽ chỉ cho các bạn các bạn thấy không, đây chính là cho gian này. Spyware. Cái này là gì đây? Cái này mình không rõ lắm. Ok. Nên các bạn sẽ nhìn thấy nó. Thì thực ra cũng chả cần quan tâm nhiều lắm đến cái danh sách này. Các bạn nhấn vào Remove Selected, hoặc là các bạn nhấn vào loại bỏ cái con này đi. Đại khái là các bạn nhấn cái nút ở vị trí này nhá. Nhấn xong rồi ấy, thì nó sẽ loại bỏ hết những cái malware này ra khỏi máy của các bạn. Và nó sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy. Nó hỏi đây, thì các bạn sẽ chọn yes, đồng ý. Thì sau khi đồng ý xong thì máy sẽ tự khởi động lại. Và khi các bạn vào lại được Windows rồi ấy, thì các bạn cần làm thêm một công việc nữa, đó chính là chúng ta sẽ kiểm tra và xóa toàn bộ những con malware mà có trong máy của chúng ta. Thì các bạn bật lại chương trình lên, các bạn chuyển sang cái mục history, và ở trong cái phần cách ly ấy, các bạn đánh dấu vào đây và chọn xóa tất cả những cái con malware này đi, không để chúng ở vùng cách ly làm gì. Vậy là xong. Câu hỏi thứ nhất, cách phát hiện máy bị nhiễm malware như thế nào? Ok, mình xin khẳng định luôn là 100% máy của các bạn nếu mà chưa được cài các phần mềm chống malware thì chắc chắn là có malware trong máy của các bạn. Các bạn có cái kỹ năng sử dụng máy tính kém hoặc là kỹ năng sử dụng phần mềm kém thì chắc chắn máy của các bạn sẽ có malware. Thì khi bị nhiễm malware có rất nhiều loại mà đi. Thì có con nó sẽ gây cái tác dụng ngay trên máy của các bạn thì các bạn có thể nhận biết, còn có những con thì nó không chạy. Khi máy của các bạn bị nhiễm nó không chạy, nó chỉ chạy khi có một số điều kiện nhất định ấy, thì các bạn cũng không thể biết được. Thì cái phần mềm mà chúng ta đang sử dụng là cái bản miễn phí thì nó sẽ không có cái chức năng real time protection, bảo vệ thời gian thực. Do vậy thì các bạn cứ để cái anti malware này và tiến hành quét 2 tuần một lần là an toàn nhất. Ok, malware có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm, nó sẽ gây máy của bạn chậm. Và những cái loại như là Trojan này, spyware này, worm là nó có thể lấy cắp thông tin của bạn và làm mạng bị chậm. Ok. Chúng ta nên ngăn chặn malware khi tải và cài phần mềm. Thì mỗi khi các bạn tải và một phần mềm gì về máy thì các bạn hãy sử dụng chức năng quét theo yêu cầu này để các bạn dẫn đến cái thư mục mà chứa cái bộ cài của phần mềm mà các bạn tải về để quét nó. Thì nếu như nó là malware thì chúng ta sẽ ngăn chặn được ngay việc cài malware vào máy. Ok. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.